Xin chào mọi người nha. Hôm nay hướng dẫn mọi người sử dụng máy ép hoa quả nha, máy ép chậm Z35 nha. Đây có quyển hướng dẫn này nhưng mà nó là tiếng Anh nhé. Mọi người sẽ có một cái chổi để vệ sinh này. Mọi người sẽ có một cái khay để mọi người ép hoa quả mềm để làm kem này. Ví dụ như là chuối này, đu đủ này. Hay là những cái hoa quả mềm mà mọi người không ép vào thành nước ấy, thì mọi người sẽ ép vào thành bột để cho vào khay làm kem nhé, mọi người làm kem nhé. Đó. Và tiếp đến là đến mọi người sẽ được khuyến mại một cái tạp dề nhé, tạp dề công ty khuyến mại nha. Mọi người sẽ có một cái ép ấn hoa quả xuống nhá. Rồi mọi người có một máy này, một máy ép này, cối ép này. Đây và được khuyến mại thêm hai chai để đựng nước ép đấy nhé. Đây, đây là máy này. Con Z35 nó sẽ có công tắc to ở đây nhé. Con Z31 sẽ có công tắc ở bên trên nhé. Đây, hai con đấy nó chỉ khác nhau mỗi phần công tắc của mọi người nhé. Đây còn đây là cối xay này. Cối xay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp vào nhé. Cách tháo ra thì đơn giản thôi, mọi người cứ nhấc mạnh lên là tháo ra thôi. Nên khi mọi người nắp nha, mọi người nhìn thấy ba cái chấu đây này. Đấy, ở trên ở đằng sau nữa. Sau có ba cái nũ để mọi người cắm ba chấu nhá. Đây mọi người nắp vào này. Nắp đúng nhá. Mọi người nắp làm sao một lúc mọi người xoay này là nó không xoay được nhá. Mọi người mà xoay mà thấy nó quay quay như này là sai nhá. Nắp nó phải đứng yên như này nhá. Rồi tiếp đến cái nắp. Tiếp đến là đến lồng nhé, lồng ép nhé. Lồng ép nó sẽ có cái mũi tên trắng ở đây này mọi người này. Thì mọi người làm sao lắp cho cái lồng ép nó sẽ chỉ cái mũi tên trắng này vào cái mũi tên mở khóa này nhé. Đấy, khi mọi người lắp vào nó cũng phải đứng yên như này nhé. Khi mọi người lắp nó cứ xoay xoay như này là không đúng nhé. Lắp nó phải đứng yên nhé. Đấy, hai mũi tên này chỉ với nhau này. Rồi, tiếp đến là cối xoắn này. Đây, cối xoắn là mọi người cứ ấn xuống nhé. Vừa ấn xuống vừa xoay nhé. Đấy, mọi người cứ ấn mạnh xuống, vừa ấn vừa xoay như này. Đấy, ấn xuống rồi thì mọi người lắp cái nắp này nhá. Lắp cái nắp này thì mọi người có mũi tên đây này. Nó sẽ chỉ vào đây nhá. Chỉ vào cái mở khóa nhá. Rồi mọi người xoay xoay đến để nó chỉ vào cái khóa vào rồi nhá. Thì mọi người có một điều lưu ý nữa là khi mọi người lắp là cái đây có một cái cá này. Đấy là mọi người lắp làm sao cái cá này nó phải chui được vào cái lỗ này nhá. Thì lúc cái máy nó mới chạy nhá. Máy này lắp sai là nó sẽ không chạy nhá. Đó, đây là cái nắp vào thôi. Đây mọi người sẽ có một cái bộ là bộ đựng nước và một bộ đựng bã nhé. Nước đựng bã đây. Đây cái hộp bé này mọi người đựng bã này. Hộp lớn này mọi người đựng nước nhé. Đấy, mọi người lưu ý là khi đây sẽ có một cái van xả này. Đấy. Quan xả đấy nhá. Đấy, bên này sẽ ra bã này, bên này sẽ ra nước nhá. Đấy mọi người cứ ép nó nước nó đầy lên cao xong mọi người xả nó nhá. Xả xong mọi người đóng lại. Khi mà mọi người ép vào nước xong mọi người chưa muốn uống ngay ấy, thì nó sẽ có một cái nắp này, nắp này để hút chân không nhá. Nắp này hút chân không để mọi người bảo quản nước đấy nó vẫn còn tươi ngon đấy. Đây là cái để hút chân không này, mọi người cứ đút vào đây không? Xong mọi người cứ bơm lên bơm xuống như này. Đấy vài lần nó sẽ hút chặt chân không lại và mọi người sẽ không mở được cái nắp này ra nhé, không mở được cái nắp này ra như này đâu, nó sẽ dính chặt vào. Khi mọi người muốn mở mọi người gẩy cái nút đỏ ấy lên đấy là mọi người sẽ mở được như bình thường nhé. Đấy, mọi người cứ lấy cái này cắm vào cái chỗ nút đỏ thôi cho sao cho nó khớp là được. Xong mọi người cứ kéo lên kéo xuống vài lần đấy là nó sẽ hút chân không cho mọi người nhé. Đấy, khi mọi người nhớ là mọi người ép cái này là mọi người cho từ từ cho chậm ấy nhé, đừng cho dồn dập nhé. Nhất là ổi cho mọi người nhớ là bắt buộc là phải bỏ hạt nhé. Đây là điều bắt buộc nhé. Mọi người để hạt là nó sẽ bị tròn gen ở bên trong ấy. Tròn gen và gãy là không được bỏ hành nữa. Mình chỉ bỏ hành ví dụ như là nó bị về phần điện mình sẽ bỏ hành. Còn đâu cháy nổ này, gãy hoặc tròn gen là mình không bỏ hành nhé. Đấy thấy không? Đôi khi tháo ra thì rất đơn giản. Mọi người xoay này. Đây đang ở khóa, mọi người xoay sang mở khóa này. Mọi người nhấc lên này. Đấy, tiếp theo mọi người nhấc thôi, cứ nhấc thôi. Đấy, nhấc xong mọi người tháo từng thứ ra một thôi.
nó sẽ hơi lặng một chút nhé, thì mọi người giật mạnh lên một chút nhé. Đấy, không phải thương hoa tiếc ngọc lắm đâu, cứ giật mạnh thôi. Nó quan trọng là lúc mọi người ép ấy, mọi người phải ép hoa quả mềm trước cứng sau nhé, xen lẫn vào với nhau. Nhất là mọi người mà muốn ép cần tây ấy thì mọi người phải cắt cần tây ra khoảng 1 cm thôi, nhưng mà mọi người phải ép cùng với một cái loại nhiều nước, ví dụ như là dưa hấu hoặc là dứa hoặc là dưa chuột đấy. Mọi người nhớ là phải ép cùng nhé, để cho nó có độ bôi trơn ấy, nó đẩy được cái bã cũ ra, thì máy sẽ dùng như thế được, máy rất là bền. Nhiều người dùng máy nhà mình 3 năm thì có làm sao đâu nhé mọi người nhé. Rồi, xin chào mọi người nhé.